Chơi nhà anh nhỉ? Phạt lỗi gì anh? Sai làm như thế nào? Sai làm như thế nào? Em vi phạm đâu mà em? Tức là bây giờ nhá. Tức là bạn đi được một chỗ là xe ô tô Mercedes kìa. Vâng. Trái. Như thế là làm đi, làm đi thẳng. Ngàn đi thẳng của cái phải. Cũng thậm chí bạn cần đi sát được cái sát bên phải cái cửa đi của bạn. Vâng. Đấy, em hỏi anh là có vạch không? Có vạch, em xem gì mà anh có vạch. Có vạch đâu? Làm gì có vạch? Có vạch nhất nghe. Có vạch mũi tên hướng không? Sao lại không có vạch mũi tên? Em có thấy vạch đâu? Người ta nhìn lại cho em đi hỏi thế, sao anh đây? Thế bây em ra xem cuối vạch nhá. Ừ, ra xem. Có vạch gì đâu anh? Em ba là được rõ ràng. Em vạch chi em không nói. Đấy, nhưng mà không có hướng chỉ. Ờ, anh buồn cười nhỉ? Thế bây giờ nhá, em nói cho anh nhá. Không quy định thế được. Anh buồn cười, không quy định thế được. Em nói thế này thì anh sẽ chuyển cho bạn như là chuyển hướng không đúng nơi cho phép đúng không? Sai chuyển hướng không đúng nơi cho phép. Bạn đi đang ở đây. Em nói cho anh biết như thế này này. Anh nói bạn này. Bạn của em không bạn như anh sẽ giải thích. Em nói anh cứ giải thích. Anh cứ giải thích. Cho em sẽ đi đâu thì đi được chưa? Thế là xong đi. Anh lập lỗi gì? Như nào là không đúng nơi quy định? Bạn đấy chuyển, em nói cho anh biết nhá. Em không cần biết là đi sát bên nào. Khi mà không có mũi tên chỉ hướng cho người ta biết đi. Rồi anh cứ lập biên bản cho em đi. Anh cứ lập biên bản cho em. Không có một cái mũi tên nào chỉ hướng ở đấy cả mà anh dám quy định là làn nào là làn rẽ. Kể cả như thế là cũng không phải lỗi sai làn. Rồi anh cứ lập đi, anh cứ lập đi, anh cứ lập đi rồi. Anh cứ lập đi, anh cứ lập đi. Không phân làn, không chỉ hướng rẽ, anh đòi lập biên bản. Rồi em vào đi. Bảo đi nè, bảo bây giờ bằng lái là em có, bảo thì em có đầy đủ. Em không sai lỗi. Đấy luôn. Anh cơ biên bản. Đấy, đi. Anh nhảy thôi. Em đỗ hẳn về bên phải kia. Em được chuyển không? Em đỗ hẳn về bên phải kia. Em được rẽ trái không? Tại sao không được? Nó có quy định mũi tên đâu. Câu này nó được chuyển. Sao? Em không cần biết để anh các bạn nó là lỗi sai làn. Làm gì có làn nào đâu mà sai. Em ở đây không? Bây anh nói nó là lỗi sai làn đúng không? Ừ. Em hỏi đúng không? Từ đây em nói chuyện với anh này. Ai bắt anh bắt nó đúng không? Ừ, rồi bây giờ em nói chuyện với anh. Đây ra đây em nói chuyện với anh cho dễ. Em ở dưới phòng không? Em gọi người nhà đây là việc này. Bây giờ người bạn em không biết. Anh xin lỗi em này. Nó không biết em giải thích. Anh chả có nghĩa vụ anh phải làm việc với em cả. Em làm việc tôi đi phòng rồi. Được chưa? Thế bây giờ nó không biết anh thế anh cứ bắt nó vào. Anh xin lỗi này. Người nhà mình cũng có học. Bây giờ như thế này nhá. Anh không làm việc đúng không? Rồi anh cứ bắt đi anh ghi biên bản cho em. Nó không biết em ra em giải thích cho nó. Em đảm bảo là các anh bắt sai. Nó
nói anh biết là gì. Anh cứ lập biên bản đi, anh lập biên bản đi. Anh lập biên bản đi. Anh lập biên bản đi. Cứ lập đi. Thì em lo về đấy. Cứ biết lo về em, lo. Cái gì em nói? Cái gì bây giờ?